trở lại với kênh Ngọc Thanh Handmade nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một mẫu móc khóa như thế này. Mẫu khoai tây chiên. Các bạn có thể dùng làm móc khóa hoặc là làm trang trí đồ chơi cho các bé chơi. Nguyên liệu của mình sử dụng thì mình sử dụng len nail cotton. Các bạn cần chuẩn bị cho mình nail cotton màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Và chuẩn bị thêm cho mình những hạt cườm màu đen như thế này, mình để mình vừa sử dụng để mình làm mắt nè. Kéo cắt len, kim móc đầu số 1 và đầu số 2.0 và một ít kim chỉ nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm. Phần khoai tây thì các bạn sử dụng kim móc đầu số 1 để móc nha. Tiên, các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 6 mũi ít. Mình sử dụng đầu kim số 1.0 nha. Các bạn móc tương tự như vậy lên 9 hàng cho mình. Đây là hàng số 1 rồi nè. Các bạn móc thêm 8 hàng nữa nha. Cũng là 6 ít luôn. Khi nó được một khoảng như thế này thì chúng ta ngưng từ 1 đến 8. Các bạn đếm nha. 2, 4, 6, 8, 9. Các bạn có thể móc 8 cũng được. Tại vì một tí nữa mình móc, mình làm xen kẽ á, cây cao cây thấp á. Nhưng ở đây mình móc 9 luôn. Các bạn cắt men. Các bạn lấy phần tâm á, bẻ một đầu tới này thôi. Rồi mình nhét cái chỉ thừa vào đây cho nó dễ. Hoặc là bạn nào mà thích cái que khoai tây nó to hơn một xíu á, thì có thể dùng bông gòn để nhét vào bên trong nha. Cái này nè, mình có thể nè xiên kẽ cao thấp khác nhau. Các bạn móc cho mình đủ 5 que. Hoặc bạn nào thích ít hơn 4 que cũng được, nhưng mà ở đây mình móc 5 que. Rồi các bạn móc đủ 5 que cho mình nha. Bây giờ tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái túi.
Các bạn tạo cho mình một dây móc xích dài 12 mũi. Ở đây mình sử dụng kim 2.0 nha. Chân thứ hai, chân một bỏ chân thứ hai, móc cho mình 10 mũi ít. 1 10. Chân móc cuối cùng, móc cho mình 4 mũi chung một chân. 1 2 3 4 Tiếp theo, móc cho mình 9 mũi. Chân móc cuối cùng, móc cho mình 3 mũi móc chung chân. 3 mũi móc chung chân với lại 1 mũi móc lúc ban đầu nữa nè, là thành 4 mũi nha mấy bạn. Bên đây là 4 mũi chung chân, bên đây là 3 mũi kết hợp với 1 mũi nữa là 4. Các bạn móc cho mình 1 mũi trượt. Kéo ra. Chúng ta được đáy như thế này. Tiếp tục lên cho mình 1 mũi bính và móc 26 mũi ít. 3. Kết thúc hàng là mũi trượt. Sau đó các bạn lên một bính. Rồi tiếp tục móc như vậy cho đến hàng số 8 nha. Mình sẽ quay lại. Khi móc xong hết hàng á, các bạn dùng kim đánh dấu. Các bạn đánh dấu cho các bạn dễ phân biệt được nha. Nếu mà bạn nào mới tập móc á, lên một bính và tiếp tục móc 26 mũi ít.
bạn cứ móc bình thường như vậy, không tăng không giảm, móc vòng vòng xoay đều. Sau khi móc đến phần làm dấu thì chúng ta móc một mũi trượt. Trượt qua. Rồi, các bạn cứ tiếp tục móc như vậy nha. 1 2 3 4 5 6 7. 7 hàng mà mình tính luôn một hàng gầy, lúc nãy mình gầy mũi dây mũi móc xích nữa là mình tính là 8 nha các bạn. Nhưng mấy bạn móc thì các bạn cứ tính là 2 4 6 7 là các bạn ngưng nha. Sau khi các bạn móc đến đây, các bạn tính cho mình nha. 2 4 6 7 thì chúng ta ngưng và chuẩn bị đổi màu, chuyển màu. Thường chuyển màu thì mình sẽ làm một sợi dây bính như thế này để cho nó chắc. Các bạn kéo qua dây màu đỏ, không cắt cho mình nha, vẫn để cho mình một tí nữa mình còn chuyển màu nữa. Các bạn không móc đơn nha, mà các bạn móc mũi trượt, trượt hết cho mình luôn. Mũi trượt nè. Mình làm lại chậm cho các bạn xem. Xỏ vào chân móc đầu tiên, kéo lên qua. Các bạn đừng để ý hai dây này, đừng để ý. Sau đó trượt qua hết cho mình, trượt qua hết luôn, gọi là mũi trượt nha. Trượt qua nè. Hai dây bên sau các bạn không đừng chú ý, hai dây bên sau nè đừng chú ý. Xỏ vào. Trượt qua. Xỏ vào. Trượt qua. Trượt hết cho mình xung quanh cho đến đây. Sau khi móc mũi trượt đến cuối hàng như thế này thì các bạn cũng móc cho mình một mũi dời là hoàn thành xong cái vòng màu vàng. Tiếp theo các bạn dùng cái dây màu đỏ lúc nãy mình không cắt á, móc lên cho mình và móc tiếp cho mình 26 mũi ít. Lần này thì các bạn móc phía trong lại nha. Phía trong này nè. Các bạn thấy phía trong không? Đây. Đây. Móc cho mình 20 6 mũi đó, phía trong này. Rồi. Các bạn thấy không? 1 2 3 4. Cho đến hết hàng. Dây màu vàng lúc nãy chúng ta cắt đi. Màu đỏ các bạn móc cho đến hết hàng, hết vòng như thế này thì các bạn tiếp tục trượt cho mình một mũi trượt. Sau đó lên một bính và móc tiếp 26 mũi ít.
đến đây lại nha. Khi móc đến hết cuối hàng, chúng ta lại dùng một mũi chuột chuột và kết thúc hàng. Tới đây các bạn có thể cắt lên. Và chúng ta đã xong phần vỏ. Phần này phần mặt sau nha. Các bạn làm, bạn dùng mặt mình trước như thế này nè. Theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần mũi và kết hai mắt vào. Phần mũi, các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 12 mũi nửa kép. Mình ký hiệu là HDC. Hoặc là có nhiều bạn sẽ ký hiệu là mũi T nha. Lên cho mình hai bính. Ba mũi trên kim kéo qua luôn là mũi nửa kép. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Bạn rút lại, móc thêm hai mũi cuối, mười rồi. 11, 12. Sau đó các bạn dùng mũi chuột và cắt len, cắt chuột cho mình một đoạn nha, để một tí nữa mình khâu cái mũi vào phần thân của cái vỏ. Phần mũi, phần này bạn nào có len màu nâu thì có thể dùng len làm mũi cũng được. Còn mình thì mình dùng chỉ màu nâu như thế này. Len thì các bạn chỉ cần xỏ hai đường là ra cái mũi thôi. Còn chỉ thì các bạn chịu khó khâu kỹ một chút. Sau đó các chị chúng ta dùng kim khâu để khâu mũi vào. Chừa cho mình 1, 2 định vị mũi chính giữa nè. Phần
còn vị trắng thì mình có thể cắt đi nha. Sau khi chúng ta khâu xong mũi thì sẽ được như thế này. Bạn nào không có kim xỏ len, kim khâu len như thế này thì các bạn có thể dùng chỉ trắng để khâu cũng được, hoặc là dùng keo keo nến đó các bạn. Mình có thể mình dán vô, mình mỗi khâu cũng được nha. Tùy mọi người à. Bạn nào có vật liệu nào thì cứ sử dụng vật liệu đó. Giờ chúng ta bắt đầu khâu mắt vào. Mình sử dụng chỉ màu đen. Khâu hai mắt vào nha. Tương tự mắt bên này cũng vậy. Phần chỉ thừa này thì mọi người giấu nó phía trong. Để một tí nữa là mình khâu các phần khoai tây chiên vào thì nó sẽ mất. Phía trong nha, những chỉ thừa chỉ dư thì cứ giấu phía trong này hết. Rồi các bạn dùng bông gòn để cái túi nó phình ra. Bây giờ nhồi bông gòn vào. Các bạn đừng có nhồi nhiều quá, chỉ nhồi một chút này thôi, một nửa này thôi, cho cái phần túi nó hơi bồng bềnh một chút. Chúng ta bỏ khoai tây chiên vào nè. Các bạn muốn tạo kiểu như thế nào cũng được, cây thấp, cây cao, hoặc là đều nhau. Các bạn cứ để như vậy nè. Khi nào cố định xong thì mọi người dùng chỉ màu đỏ như thế này. Mình chỉ cần xỏ qua, xỏ khâu cái khoai tây chiên vào bên trong đây là được. Các bạn muốn khoai tây chiên nó thẳng hàng cũng được nè, hoặc là cái cao cái thấp, hoặc là phía trước phía sau, tùy mỗi bạn thôi, design. Mình là khâu tuần que nha. Người cứ khâu, khâu như vậy cho đến hết 5 que. Đây, sau khi các bạn khâu vào 5 que khoai tây chiên thì chúng ta sẽ được như thế này. Các bạn có thể cho mấy bé chơi hoặc trưng bày để trang trí, hoặc có thể gắn thêm móc khóa như thế này để tặng bạn bè và người thân. Các bạn có thể thay đổi màu nha, thích màu gì cũng được hết á, nhưng mà mình thì mình thích chủ đạo là màu đỏ với màu vàng hơn. Các bạn xem nếu thấy hay thì đăng ký follow cho mình để cho mình có thêm động lực để mình làm những video tiếp theo, các bài hướng dẫn tiếp theo cho các bạn. Chúc các bạn thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại.